Cà phê đây, cà phê đây. Hôm nay mình Phong thẹn thùng nhờ sự giúp đỡ của Minh Long Moto đã mang đến cho các bạn một tách cà phê cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Đó là chiếc GBX Legend Twin 250 này. Đây là đàn em của chiếc Legend 200 đã làm mưa làm gió cho thị trường lúc trước. Thì để xem người anh em này có gì khác so với đàn anh của nó nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phân tích từ tổng thể tới chi tiết của chiếc xe này. Bàn một chút về thông số kỹ thuật của tách cà phê vừa cổ điển mà lại hiện đại này nha. Đầu tiên là về phần kích thước thì xe sử dụng một chiều rộng là 800mm với chiều cao là 1040mm và chiều dài là 2040mm. Chiều cao yên xe là 790mm thì mình thấy nó cũng không quá cao đâu. Nhưng mà xe này lại có một cái trọng lượng là 154kg, khá nặng đó. Xe được trang bị có bình xăng là 14.5 lít. Thì mình thấy cái bình xăng này có được thiết kế tròn hơn so với đời cũ là Legend 200, cũng như là có một cái miếng đệm êm chân. Nào, nhưng mà cái điều đặc biệt nó nằm ở phần động cơ nha. Xe này là lần đầu tiên GBX trình làng một cái động cơ 2 xi lanh, 4 thì, có dung tích là 234cc. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử cho chính GBX sản xuất luôn nha, có tên là GBX FI Nozzle. Xe được trang bị hệ thống xăng số là 6 cấp cùng với làm mát bằng dung dịch, giúp tăng tuổi thọ và khả năng vận hành của xe nha. Ok, đầu tiên vẫn như thường lệ mình sẽ bắt đầu phần ghi đông nha. Thì đập vô mắt mình đầu tiên là hai cùm công tắc này. Thì hai cùm công tắc này được thiết kế rất là cổ điển với những cái góc cạnh. Thì trên hai cùm công tắc chúng ta sẽ có những cái nút cơ bản, ví dụ như là cốt pha nè, xi nhan trái phải, kèn. Và bởi vì là xe nhập á, nên chiếc xe này sẽ không có nút tắt mở đèn, thay vào đó là một cái nút hazard. Khi chúng ta bấm cái nút hazard này thì hai đèn xi nhan trước sau sẽ chớp nháy liên tục. Bên đây là cái nút đề máy. Thật sự là một thiếu sót khi mình không nhắc tới hai cụp gương gù này. Thì hai cụp gương gù này ngoài chức năng là để né mấy anh bồ câu, nó cũng giống như là có thể là bảo vệ được cái phần ghi đông này. Thì mình thấy hai cụp gương gù này là thiết kế thật là đẹp rồi, chúng ta sẽ không cần thay đâu, để zin thôi là đủ đẹp rồi. Rồi, tiến ra phía trước chúng ta sẽ có một cái đồng hồ. Thì đồng hồ được tròn, rất là cafe racer. Tuy nhiên cái chất liệu của nó thì mình thấy bằng nhựa thôi, nhưng mà hoàn thiện khá tốt đấy chứ. Nhìn cổ điển vậy thôi nha, nhưng mà khi mình bật máy lên thì nó là hoàn toàn khác nha. Rất là hiện đại, full LED luôn. Mình thấy cái hiển thị không thể chê được, rất là rõ. Thì trên cái đồng hồ này á, nó sẽ có thể hiện là vận tốc nè, tua máy nè, số mo, cũng như là báo xăng. Mình thấy cái đồng hồ đẹp á, đèn LED này rất là đẹp. Ok, đó là xong cái phần ghi đông này. Chúng ta sẽ tiến lên cái phần đầu xe nha. Ok, chiếc xe này được trang bị với hệ thống đèn chiếu sáng là full LED với lại cái đèn giải LED chiếu sáng ban ngày. Thì mình thấy chữ này là chữ H hay sao? Hay là chữ M đây? Nhưng mình thấy nó rất là siêu anh hùng, nhìn rất là tinh tế. Thì đây là một chiếc xe phượt mà, thì bởi vậy là không thể nào thiếu đi cái độ êm ái được. GBX hiểu được điều đó khi trang bị cho chiếc Twin này á, một cái cặp phượt upside down. Thì về hiệu năng của cặp phượt upside down thì mình không bàn cãi rồi, rất là êm ái. Tiến với phần phía dưới đây. Đây, xe được trang bị một cái bộ mâm là 17 inch cộng với lại là một cái lớp với thông số là 110-90. Mình thấy á, GBX á, rất là để ý đến cái độ an toàn của người dùng á, khi mà thường xuyên sử dụng trang bị là phanh đôi cho những chiếc xe của họ. Thì ở cái phân khúc này á, rất hiếm những cái hãng xe á, được trang bị phanh đôi cho chiếc xe của họ. Thì mình thấy về cái hiệu năng của chiếc phanh đôi này thì không bàn cãi rồi, bấm cái là móc đích. Thì hai con heo trên chiếc phanh đôi này là hai con heo hai piston một bên. Đấy là phần chân trước. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến phần động cơ nha. Ok, về cái trái tim của chiếc GBX này, đây là cái chi tiết mà mình rất muốn nhắc đến trong cái clip ngày hôm nay. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái động cơ xi lanh đôi SOHC đầu tiên mà GBX sản xuất. Thì cái động cơ này kết hợp với cái bộ hộp số là 6 cấp thì mình bảo đảm nó sẽ cho ra những cái nước đề ba rất là bốc, cộng với lại những cái nước hậu rất là đầm nha. Thì đây là cái động cơ đầu tiên mà GBX sản xuất. Bởi vậy á, để xem về cái hiệu năng với tương lai á, thì phải nhờ các bạn cho mình xem ý kiến nha. Rồi, tiếp theo đó này, xe được trang bị một cái hệ thống phun xăng điện tử. Thì theo những nhà sản xuất của GBX công bố thì đây là cái bộ phun xăng điện tử được phát triển và sản xuất bởi chính GBX luôn. Thì phun xăng điện tử thì chúng ta sẽ cho ra những cái dải ga rất là ngọt ngào và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu.
Bởi vì xe là xi lanh đôi, bởi vậy chúng ta sẽ có hai cái cổ bô, hai ống xả này ra, nhưng mà nó sẽ chung quy về một cái lon bô thôi. Thì với một cái lon bô như thế này á, thì mình nghĩ là cũng ok thôi, sẽ tiết kiệm được tiền đó. Chứ khi chúng ta muốn đổi cái bô này, chúng ta chỉ cần thay một cái lon thôi là đủ rồi. Mình thấy khá là kinh tế. Ok, tiến về cái phần chân sau. Tiến về phần chân sau á, thì xe được trang bị bộ giảm sóc thì mình phải nói là hả, quốc dân của Việt Nam rồi, YSS. Thì về cái hiệu năng của cây phục này thì đã được khẳng định trên thị trường Việt Nam từ rất lâu rồi. Thì xe cái phục YSS thì theo mình trải nghiệm rồi, mình đã từng trải nghiệm cho những con xe của mình á, thì nó cho được cái độ nhúng rất là êm mà mình nghĩ là khá bền. Tới bây giờ chưa hư là nó bền rồi, mình xài cũng được 3-4 năm rồi. Tiếp theo là cái bộ phận phanh sau sẽ được trang bị một con heo một piston một bên. Phanh sau, mâm sau vẫn được sử dụng là một cái mâm là 17 inch với lại một cái cặp lốp. Thì mình đánh giá là lốp này nó to lắm nha, với thông số lốp là 130-90 lần đó. Đó là cái phần chân sau. Cà phê racer mà làm sao thiếu được cái đèn stop như thế này đây. Đây là một cái đèn stop mà LED, mà khi nhìn vô đằng đuôi xe là mình thấy nó đậm chất là cà phê racer rồi. Áo da, quần bò và chạy GBX Legend Twin 250, thực chất là một combo rụng trứng cho chị em nha. Và nếu các anh muốn trở nên đẹp trai, hãy đến với Minh Long Moto. Ở đây có rất nhiều mẫu xe cho các bạn lựa chọn. Và mình là Thông Thẹn Thùng. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy like và subscribe cho tụi mình nhé. Nếu các bạn quan tâm về giá bán của mẫu xe này, hãy nhanh tay truy cập website hoặc Facebook của Minh Long Moto. Hoặc các bạn chỉ cần quay số 0786 000036 sẽ có nhân viên tận tình tư vấn cho các bạn nha.